Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao kinh tế khó khăn, Việt Nam vẫn là điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam đang đối diện rất nhiều thách thức, nhiều khó khăn đang bủa vây doanh nghiệp. Đó là nhận định của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính khi chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng 7 năm 2023, sáng ngày 5 tháng 8. Phát biểu tại phiên họp, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói rằng trong bối cảnh tình hình kinh tế khu vực tiếp tục diễn biến nhanh phức tạp, khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Theo đó, có những thách thức từ bên ngoài tác động đến Việt Nam. Đáng chú ý, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã chỉ ra nguy cơ xuất hiện một số rủi ro, thách thức mới về an ninh lương thực toàn cầu khi Nga, Ấn Độ ngừng xuất khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Điều này dẫn tới ảnh hưởng đến nguồn cung gạo trên thế giới. Đồng thời, nguồn cung dầu thô tiếp tục bị thu hẹp, đẩy giá dầu thô tăng cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Việt Nam. Ông Thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam Phạm Minh Chính đang chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023 vừa qua. Cũng theo ông Thủ tướng nói rằng, trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi chính phủ cũng chỉ ra việc xuất khẩu giảm chủ yếu do tiếp cận tín dụng khó. Kinh tế xã hội có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn phải đối mặt nhiều khó khăn. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra những đánh giá và nhận định trên vào thời điểm đầu tháng 8 năm 2023 khác với đánh giá của chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh, được nhiều báo trong nước dẫn lời khi nói rằng Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh xám màu của thế giới. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 17 tháng 9 cho biết chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh đưa ra phát ngôn nêu trên căn cứ vào các yếu tố như trong 8 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định, lạm phát cơ bản được kiểm soát khi chỉ tăng 3,1%, trong khi nền kinh tế lớn đang đối diện lạm phát cao. Phát biểu của ông Vũ Hồng Thanh có thể dựa vào những diễn biến mới nhất. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2023, theo tờ báo Việt Nam Economy dẫn ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, với hơn 30 năm trải nghiệm qua các cải cách, diễn biến thăng trầm của kinh tế Việt Nam, tôi thấy đây là thời điểm khó khăn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam. Những đánh giá chưa sát với thực tiễn sẽ khiến chúng ta vui mừng trước ánh sáng như con đom đóm rồi sẽ tắt mất. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Việt Nam không nên hy vọng tư nhân sẽ đầu tư kinh doanh bởi lý do họ không có động lực, không có cơ chế khuyến khích, tinh thần kinh doanh rất ảm đạm. Ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam. Theo giới quan sát, thực trạng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay rõ ràng nhất, biểu hiện rõ nét có hàng loạt các nhà máy ở khu vực phía Nam đang tiến hành sa thải hàng loạt công nhân do thiếu đơn hàng gia công từ nước ngoài. Tờ báo Việt Nam Express vào trung tuần tháng 8 năm 2023 đưa tin, nhà máy Pungyen của Đài Loan đã thông báo sẽ sa thải hơn 1.200 công nhân do gặp khó khăn về đơn hàng và ít đối tác. Đây là lần thứ 3 trong năm 2023, công ty Pungyen, một doanh nghiệp có đông lao động nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành sa thải công nhân sau khi đã cho nghỉ tổng cộng khoảng 8.000 người. Trong lúc Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra các dự báo cho rằng làn sóng sa thải vẫn còn tiếp diễn ở những tháng cuối năm nay do những khó khăn cấp vĩ mô. Nhưng những điều kể trên trái ngược với thông tin từ Nikkei Asia trong bài viết rằng nhà máy mọc lên như nấm, thanh niên miền Bắc Việt Nam không sợ thiếu việc. Theo đó, nếu Trung Quốc bị trừng phạt như Nga hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ lũ lượt rời khỏi thị trường hoa lục và ngược lại Việt Nam sẽ nhận được vô số yêu cầu từ giới đầu tư trong lĩnh vực điện tử cao cấp. Công nhân nhà máy Pungyen tại quận Bình Tân bị sa thải do thiếu đơn hàng gia công. Theo tờ báo Nikkei Asia mô tả, phía Bắc phi trường Nội Bài, một rừng cần cẩu hoạt động gần địa điểm tương lai của Amcor, nhà sản xuất chất bán dẫn quan trọng của Mỹ. Mặt tiền một nhà xưởng dọc theo xa lộ chạy lên phía Bắc treo tấm pano khổng lồ. Tuyển 10.000 công nhân, môi trường lao động tốt, nhiều cơ hội thăng tiến. Và một trong những thanh niên tìm việc tại trung tâm tuyển dụng cho biết, tất cả thanh niên các tỉnh nông nghiệp miền Bắc Việt Nam đều đổ xô vào đây, chúng tôi tìm được công việc vừa ý chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Song đáng chú ý, Nikkei Asia lưu ý
các nhà máy đều được xây dựng ở miền Bắc Việt Nam và điều đó tạo ra sự bất cân bằng trong bản đồ quy hoạch kinh tế giữa các vùng miền trong nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo với bản tin Vì sao kinh tế khó khăn, Việt Nam vẫn là điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Sự thật chủ quyền thác Bản Dốc trong tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc. Truyền thông Việt Nam đưa tin hai tỉnh Cao Bằng Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc thỏa thuận kể từ ngày 15 tháng 9 bắt đầu triển khai việc thí điểm đón du khách của hai nước thăm viếng du lịch quần thể thác Bản Dốc, theo cách gọi ở phía Việt Nam còn gọi là thác Đức Thiên theo cách gọi của Trung Quốc. Thác Bản Dốc nằm trên sông Quây Sơn tại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phần thác phụ nằm ở bên phía Việt Nam trong lúc phần thác chính thuộc về Trung Quốc. Báo Chính phủ ngày 15 tháng 9 đánh giá việc khu du lịch thác Bản Dốc mở cửa đón du khách của Việt Nam và Trung Quốc thể hiện sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hài hòa lợi ích giữa hai nước, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh nói riêng, hai nước Việt-Trung nói chung. Được biết hiện nay thác Bản Dốc chưa được đón khách du lịch ngoại quốc, chỉ đón khách du lịch Việt Nam và Trung Quốc. Khu du lịch thác Bản Dốc, một tuyệt tác thiên nhiên. Vấn đề chủ quyền đối với thác Bản Dốc lâu nay là vấn đề có nhiều tranh cãi. Nhiều người Việt Nam vẫn nghi ngờ ban lãnh đạo Hà Nội đã nhường thác Bản Dốc cho Bắc Kinh khi ký kết hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc vào cuối năm 1999 sau hội nghị Thành Đô. Giới nghiên cứu của Việt Nam đã viện dẫn các tư liệu lịch sử, văn học, sách giáo khoa, thậm chí cả sách trắng của Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố vào cuối thập niên 70. Tất cả đều khẳng định rằng toàn bộ thác Bản Dốc thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vậy sự thật lịch sử Việt Nam có mất phần đất nào tại thác Bản Dốc hay không là vấn đề cần phải đặt câu hỏi và trả lời sao cho thỏa đáng. Các quyền chức chính phủ Hà Nội luôn luôn khẳng định là không, nhưng một số nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế lại khẳng định là có. Theo nhà nghiên cứu Biển Đông học giả Trương Nhân Tuấn, đồng thời là tác giả cuốn sách Biên giới Việt-Trung 1885-2000, lịch sử, hình thành và những tranh chấp, do nhà xuất bản Diễm Châu ấn hành tại Pháp vào năm 2005 khẳng định, thác Bản Dốc ở về phía đông bắc của phủ Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng. Thác này nằm trên sông Quy Xuân hay còn gọi là Quy Thuận hay Quây Sơn. Thác Bản Dốc là một thác rất đẹp. Theo tài liệu của Sở Địa Dư của Pháp thì thác Bản Dốc là một thắng cảnh tuyệt đẹp của miền Bắc Việt Nam. Có một số công trình nghiên cứu của các học giả Pháp đã chứng minh khẳng định rằng thác Bản Dốc trước đây hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Theo tác giả Trương Nhân Tuấn, thác Bản Dốc mà chúng ta nói ở đây, chúng ta chỉ nói trên bản đồ, trên tài liệu. Thác Bản Dốc ở phía đông bắc của phủ Trùng Khánh, tức là tỉnh Cao Bằng. Thác này nằm trên con sông gọi là sông Quy Xuân, hay là Quy Thuận, hay là Quây Sơn. Thác Bản Dốc là một loại thác nước bậc thềm, cao khoảng 40-50 thước, tức là mét. Đây là loại cái thác rất đẹp. Hình ảnh thác Bản Dốc thời Pháp thuộc, lính tập Việt Nam và chủ huy người Pháp đi tuần tra. Theo ông Trương Nhân Tuấn, ba tài liệu mà phía Trung Quốc nhắc đến không thể phản bác được. Đó là tài liệu thứ nhất là tài liệu của ông Trung úy Dietrich, là người phụ trách đi cắm mốc 1894. Ông này xác định thác Bản Dốc ở gần cột mốc số 53 trên bản đồ, thì đoạn ngắn con sông làm thành đường biên giới là từ trụ cột mốc số 51 đến 52. Tài liệu thứ hai là của ông Coman Phanmin. Ông này viết thành một cuốn sách và được in ra. Quyển sách này được tồn trữ tại các thư viện lớn bên Pháp cũng như tại các nước khác. Theo ông Commandant Famin thì thác Bản Dốc thuộc về Việt Nam và cách đường biên giới cách thác Bản Dốc khoảng 2 km. Tài liệu thứ ba là tài liệu của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã công bố vào năm 1979. Ở cuối trang 11, tài liệu viết như sau: trên đoạn biên giới đất liền cũng như các đoạn biên giới đi theo sông suối, tại nhiều nơi phía Trung Quốc đã tự tiện mở rộng xây dựng các công trình để từng bước xâm lấn đất tại khu vực cột mốc số 53, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ở trên sông Quy Thuận có thác Bản Dốc, từ lâu là của Việt Nam. Ở đây xin mở dấu ngoặc, đó là chính nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khẳng định rằng thác Bản Dốc từ lâu là của Việt Nam và chính quyền Bắc Kinh cũng đã công nhận sự thật đó. Học giả người Pháp gốc Việt Trương Nhân Tuấn từ Paris. Theo học giả Trương Nhân Tuấn, đây là điều mà phía Việt Nam cần phải nhấn mạnh rằng vào ngày 29 tháng 12 năm 1976,
phía Trung Quốc đã huy động trên 2.000 người. Tiếp theo là sang trang 12, kể cả lực lượng vũ trang lập thành hàng rào, bố phòng dày đặc bao quanh toàn bộ khu vực thác Bằng Dốc thuộc lãnh thổ Việt Nam, cho công nhân cấp tốc xây dựng một đập kiên cố bằng bê tông cốt sắt cắt ngang qua nhánh sông biên giới. Và học giả Trương Nhân Tuấn khẳng định họ làm như vậy để họ giành thác Bản Dốc về phía họ. Đồng thời, ông Trương Nhân Tuấn cho biết thêm, vào năm 1953, trước đó, cũng trong tài liệu này, cũng đã tố cáo là nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nhờ Trung Quốc in dùm một bộ bản đồ. Lợi dụng vụ in này, nhà nước Trung Quốc đã sửa đổi đường biên giới để giành lấy thác Bản Dốc của Việt Nam. Với những điều kể trên, Thời báo .d hy vọng rằng phần nào khẳng định thác Bản Dốc chắc chắn thuộc về chủ quyền của Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .d với bản tin Sự thật về chủ quyền thác Bản Dốc, tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.